Thế kỷ 20 là thế kỷ của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhiều nước trên thế giới. Trong dòng thác nhân loại bị áp bức đứng lên chống đế quốc, giành quyền độc lập, Việt Nam nổi lên là ngọn cờ đầu với những chiến công đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Đường Trường Chinh nửa thế kỷ chiến đấu giành độc lập tự do thấm bao xương máu đồng bào chiến sĩ và ghi nhớ bao công lao của các thế hệ từng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong đó có người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu. Là một trí thức sớm đi theo đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp là người được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ngọn nguồn của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ đứng trước kẻ thù xâm lược với đội quân nhà Nghề đông gấp vạn lần, vũ khí hiện đại. Vậy mà tin vào thắng lợi tất yếu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh và sức mạnh quật khởi của dân tộc, đội Việt Nam giải phóng quân đã thề đánh thắng giặc để giành lại độc lập tự do. Niềm tin ấy thành sự thật, càng đánh quân đội ta càng lớn mạnh, càng trưởng thành. Vì tổng chỉ huy của đội quân trăm trận trăm thắng, lần lượt chôn vùi cơ mưu của biết bao danh tướng của cả Pháp lẫn Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành người chỉ huy tiêu biểu của quân đội ta suốt nửa thế kỷ chiến đấu. Tên tuổi của Đại tướng vang theo những chiến công hiển hách của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến, không chỉ được nhân dân nhiều nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc hô vang Việt Nam Hồ Chí Minh Giáp Giáp, mà được ghi trong nhiều trang sách. Từ điển Bách Khoa nước Anh mới xuất bản có chuyên mục giới thiệu Võ Nguyên Giáp, xếp ông vào hàng danh tướng kiệt xuất của mọi thời đại. Với cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta, vị Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp từ lâu vẫn là người anh cả thân thương của lực lượng vũ trang. Có Bác Hồ, Bác Bó trở thành cái nôi của cách mạng Việt Nam. Hang lạnh, suối sâu, núi cao, rừng rậm trở nên ấm áp tình người, hướng về ngọn nguồn. Từ khi Bác Hồ đến làm việc ở hang Bác Bó, đã đặt tên cho dãy núi này là núi Cát Mát, dòng suối này là suối Lenin. Trong thời kỳ sống và hoạt động ở đây vô cùng gian khổ khó khăn, Bác vẫn tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng. Với tinh thần lạc quan cách mạng, trước cảnh núi rừng hùng vĩ, sơn thủy hữu tình, Bác đã làm thơ: Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là. Đây suối Lenin, kia núi Mát, hai tay xây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, Hội nghị Trung ương 8 họp tại Bác Bó. Hội nghị quyết định thống nhất sự chỉ đạo chiến lược của Đảng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết dân tộc, xúc tiến công cuộc khởi nghĩa vũ trang, lập căn cứ địa cách mạng ở Việt Bắc. Thực hiện chiến lược trên, cuối năm 1941, đồng chí Võ Nguyên Giáp về nước, được Bác Hồ giao nhiệm vụ mở lớp huấn luyện Việt Minh ở Cao Bằng, rồi đưa cán bộ về gây cơ sở cách mạng ở các địa phương. Bác Hồ về đây, tuy thời tiết đã sang xuân, nhưng cái rét miền núi vẫn lạnh buốt da, buốt thịt. Trên chiếc giường đơn sơ này, trong những đêm thâu giá lạnh, nhiều đêm không ngủ được, Bác thường nhóm lửa ở đây để đọc tài liệu và sưởi ấm qua đêm. Trong tập thơ Theo chân Bác, nhà thơ Tố Hữu có đoạn viết: Hang lạnh nhớ tay người đốt củi, bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu. Ai hay ngọn lửa trong đêm tối, mà sáng muôn lòng vạn kiếp sau. Trong những ngày làm việc ở đây, đồng chí Hoàng Văn Lộc là người lo cơm nước cho Bác. Những bữa cơm kham khổ, chỉ có cháo bẹ rau rừng, nhưng Bác vẫn lạc quan như trong thơ: Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá chông chênh, dịch sử Đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Năm 1942-1943, cùng với đồng chí Lê Thiết Hùng, đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách ban xung phong Nam Tiến, hoạt động vũ trang tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, xây dựng cơ sở cách mạng, mở thông đường liên lạc từ vùng núi xuống đồng bằng.
để bà con dễ nhớ nội dung tuyên truyền về đường lối chủ trương của cách mạng, ông biên soạn cuốn Việt Minh Ngũ Tự Kinh, dịch ra ba thứ tiếng Tày, Nùng, Hơ Mông, đem phổ biến trong các bản làng. Cái phái viên mà đến gặp chúng tôi và động viên đấy, tức là tôi nhớ là đồng chí Hoàng Sâm, tướng Hoàng Sâm, rồi đồng chí Lê Thế Hùng, đồng chí Đinh, à, hai đồng chí là mỗi một lần đến là đồng chí Hằng cùng đi, đồng chí Lạng cùng đi, đến một cái phe thán, tức là một cái ở hang núi ở trên làng, mỗi lần đến là hẹn chúng tôi đến đấy. À, chúng tôi lần lượt được đọc tờ báo Việt Nam Độc Lập, đọc Tam Tự Kinh, Ngũ Tự Kinh, Việt Minh Tam Tự Kinh, Việt Minh Ngũ Tự Kinh. Thế thì cái lúc đầu chúng tôi cũng không biết là ai viết, nhưng mà mỗi một lần gửi đến như thế thì chúng tôi đọc, đọc xong rồi lúc khủng bố trắng thì được hướng dẫn là phải chôn thật chặt, cho vào cái ống tre, rồi thì nút cẩn thận và đưa vào trong rừng để chôn. Thế thì tôi là chôn hai lần, chôn hai lần cái hai cuốn. Một lần thì chôn xong về chúng tôi vẫn đi đào thấy được, nhưng một lần chôn xong về là không biết là người ta lấy mất hay là mình quên chỗ. Thế cái lần ấy là khủng bố, là chúng tôi sợ như thế. Và dần dần chúng tôi mới biết là tất cả những cái Ngũ Tự Kinh, Tam Tự Kinh đó là chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp là cái người viết ra. Về cách đánh du kích, Việt Minh Ngũ Tự Kinh viết: du kích đánh bí mật, giặc có mắt như mù, cắt dây thép quân thù, chúng có tai như điếc, đường xá ta phải tiệt, chúng có chân như què, lương thực giấu sạch đi, chúng chết đói chết khát, ta dùng lối đánh úp, cướp súng thù đánh thù, dù tàu bay tàu bò cũng không làm gì được. Nên đồng chí văn mấy là nói với các đồng chí cán bộ ở dưới người tài bảo là chúng ta làm các mảng để cần phải có nhiều người để nó mới làm được các mảng để mà đánh đổ là đế quốc, giành lại độc lập tự do được. Thế một mình là dân tộc thì không thể làm được, cho nên để các đồng chí cần phải phát triển hội Việt Minh lên trên vùng cao người Giao nữa. Cán bộ quân sự từ Cao Bằng này và các nơi ở Việt Bắc này đã trưởng thành, là đấy là chính là công lao của đồng chí Võ Nguyên Giáp là xây dựng một đội quân mà trong đó đời xưa ở trên này chủ yếu là cán bộ dân tộc là nhiều ở tỉnh Cao Bằng này, cho nên đã chỉ huy những cán bộ đó đã trưởng thành từng bước, đã chỉ huy các lực lượng tiến là Nam tiến, Đông tiến và Tây tiến, từ đó đã đi làm các nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị là thực hiện nhiệm vụ đánh Pháp, và sau này đã trưởng thành nhiều cán bộ đã đi chỉ huy ở các chiến trường miền Nam và cũng như các bạn quốc tế. Đấy là một cái vấn đề Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đặc biệt chú ý vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc, các dân tộc thiểu số đa số cùng nhau đoàn kết lại để làm cái nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang để làm nhiệm vụ đánh giặc giành độc lập Tổ quốc. Học cái trường quân chính, là khóa 3 ấy, và sau đó thì là về phân công nhau một người đi mùng hạ, đến hôm nay mới được gặp nhau. Với tôi là thì công tác từ đó, nếu mà theo như bây giờ là phải là một năm công tác với nhau, ở với nhau thì mới được giới thiệu vào đảng. Nhưng mà bọn tôi là bây giờ mới gặp nhau từ tháng 5. Thế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, 4 tháng công tác mà đồng chí cũng tin ở tôi, đảng cần có đảng viên. Thì đồng chí là một trong hai người là giới thiệu tôi vào đảng. Thế cũng là một cái may mắn cho tôi là được đứng trong hàng ngũ đảng từ tháng 9 năm 43 cho đến bây giờ. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ tình hình phong trào cách mạng Cao Bằng, Bác Hồ quyết định chọn Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng. Người nhận định, căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra lớn cho cách mạng nước ta. Nhưng Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Bất chấp mọi cuộc khủng bố của kẻ thù,
Đến năm 1944, phong trào cách mạng ở Cao Bắc Lạng không ngừng phát triển. Ở nhiều xã, tổng và huyện, hầu hết nhân dân đều gia nhập Việt Minh. Thì tôi nhớ lại thì thời điểm mà Bác Hồ trao nhiệm vụ thì ký ức thì có nhiều, nhưng mà nhớ nhất là lúc bấy giờ là có thể là cái cao trào kháng Nhật cứu nước lên rất cao. Thế thì đồng bào mà chiến sĩ trong cái liên tỉnh Cao Bắc Lãng là sôi sục muốn khởi nghĩa, mà đã có một cái cuộc hội nghị cán bộ, tôi có tham gia, nghị quyết là sẽ phát động khởi nghĩa. Thế thì đồng chí đại diện tổng bộ Việt Minh, rồi đồng chí bí thư liên tỉnh Cao Bắc Lạng, đồng chí Lê Quảng Ba và tôi thì lên là báo cáo về Bác để xin trình bày cái nghị quyết. Thế thì Bác lúc nào cũng rất là bình thản. Bác nói rằng là bây giờ là cách mạng hòa bình phát triển thì cái thời kỳ đó đã qua, nhưng mà thời kỳ đứng dậy vũ trang khởi nghĩa thì chưa đến. Vì vậy nếu như mà Cao Bắc Lạng mà đơn độc khởi nghĩa toàn quốc không hưởng ứng thì sẽ thất bại. Vì vậy cho nên là ta tìm một cái hình thức tổ chức và hoạt động nó thích hợp. Bác rất là nhạy cảm đối với những cái vấn đề đó. Ta thành lập đội quân chủ lực, thành lập Việt Nam Giải Phóng Quân. Mùa xuân năm 1944, đồng chí Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao nhiệm vụ tuyển chọn những đội viên ưu tú trong các đội vũ trang địa phương để tổ chức đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 22 tháng 12, trong khu rừng thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, trước 34 chiến sĩ chân đất mang súng kiếp và giáo mát, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân anh hùng. Ông trịnh trọng đọc chỉ thị của lãnh tụ và 10 lời thề danh dự. Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: đây là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội quân đàn em khác. Tuy lúc đầu nó còn nhỏ bé, nhưng tiền đồ của nó rất dễ dàng. Nó có thể đi từ Bắc chí Nam trên khắp nước Việt Nam yêu quý. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh và chiến thắng quân xâm lược, lập nên chiến công vĩ đại, làm tròn sứ mệnh lịch sử của Đảng và nhân dân giao phó. Nơi chứng kiến sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ở khu rừng Trần Hưng Đạo, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt tên từ thuở ấy, nay đã trở thành di tích lịch sử, được bảo tồn và tôn tạo, một địa chỉ cách mạng, niềm tin tự hào trong tình cảm của quân đội và nhân dân. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên. Ngay từ ngày thành lập, đội viên Nông Văn Lạc đã tận tụy công tác, không quản ngại gian khổ, hy sinh, trở thành tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ quân đội nhân dân. Đội quân chủ lực của cách mạng đã bước vào trận chiến đấu ngoan cường, tập kích đồn Phay Khắc, đặt dấu son đầu tiên của trang lịch sử oanh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam. Thế tuyên thể xong rồi, với Bác mới bảo là Kim Anh ra lên là gác ở trông vào đồn Phay Khắc xem nó động tĩnh thế nào để xuống báo là tối nay đánh ở đấy. Thì tôi với lại Tiến Lực lên gác, Tiến Lực là địa phương mà, thì lên gác xong bảo là không có gì động tĩnh đâu. Bác Giáp bảo thế thì 5 giờ thành quân, 5 giờ đi vào trong là đi vào là Thu Sơn đi vào trước, tôi đi sau. Thế thì mới còi phát là chúng nó là đưa ăn cơm, quân địch đưa ăn cơm. Thế thì còi phát chúng nó ra tập họp hết, ngồi xuống, đừng có động, thằng nào động thì thằng ấy chết. Theo lệnh của Bác Giáp thì phải bắt sống cho bằng được thôi. Thế nhưng mà khi đến nơi cái anh em ở trong làng Phay Khắc, trong đó có anh Tiến Lực nữa, là người gia đình bị bắt bớ hành hạ, mà anh căm tức quá hay là thế nào, vừa nhìn thấy cái là anh không chịu được, anh nổ súng bắn luôn. Thế là không bắt sống được thằng Cái Tây. Thế rồi hôm ấy chúng tôi giải quyết đâu đấy bí mật cái xác kia rồi, thì chúng tôi lại đi một vòng
theo lệnh ông Giáp thì đi một vòng để lạc hướng, rồi lại trở lại cái hướng cũ đi về phía Nà Ngần. Tin chiến thắng của quân chủ lực nhanh chóng lan truyền khắp nước, cổ vũ mạnh mẽ cao trào đánh Pháp đuổi Nhật khắp các chiến trường. Ảnh hưởng của Việt Minh ngày càng lan rộng. Ngày ấy, đại bản doanh của Việt Minh là căn láng Nà Lừa này. Bí mật nhưng gần dân, núi không cao, sông suối không sâu, tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ. Láng Nà Lừa hội đủ các tiêu chuẩn trên để ngày ngày bác được gần gũi với cán bộ, bộ đội, nhân dân. Tại láng Nà Lừa, bác ra chỉ thị thành lập khu giải phóng Việt Bắc và thống nhất các lực lượng vũ trang, đặt tên là Quân Giải Phóng Việt Nam. Từ đầu tháng 5 năm 1945, Tân Trào được chọn làm trung tâm của chiến khu cách mạng. Từ láng Nà Lừa nhìn xuống, cảnh vật Tân Trào vẫn rất yên bình, thơ mộng. Nhưng trên láng thì Bác Hồ đang cơn tỉnh, cơn mê. Tình hình thế giới và trong nước đang biến chuyển từng ngày. Ông vô cùng lo lắng. Một hôm, ông ngủ đêm cạnh bác trong láng giữa rừng. Bác chợt tỉnh và dặn ông như nói lời trăn trối. Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới. Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thấy bác là ốm quá, gầy và ốm quá, nằm trên giường, còng queo trên giường. Thì chúng tôi rất là thương tâm, rất là xúc động. Thì chúng tôi phải chia nhau, hôm thì anh Giáp, hôm thì tôi là nằm với bác, ngày đêm túc trực ở bên bác để mà xem như thế nào. Nói thật là có đêm mà tôi phải để tay ở trên ngực, trên lồng ngực, nếu thấy ông ấy tắt thở hay gì đó thì là mình biết ngay. Mà lúc bây giờ đó, trong lòng tôi nghĩ đó, lòng tôi nghĩ, thực tâm tôi nghĩ đó, mình bảo rằng nếu mà bây giờ có ông thầy thuốc mà ông ấy nói rằng phải lấy cái con tim hay cái khối óc của cái anh Lê Giản này để mà cho làm thang thuốc cho bác uống để bác mới có thể khỏi được, thì tôi Lê Giản sẽ nhận lời ngay tức khắc. Tại hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 14-15 tháng 8 tổ chức tại Tân Trào, đồng chí Võ Nguyên Giáp được cử vào Ban Chấp hành Trung ương. Ít lâu sau, đồng chí được bầu vào Thường vụ Trung ương Đảng. Tại Quốc dân đại biểu đại hội, ông được bầu vào Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc và Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Trên các bãi tập quanh Tân Trào, các đơn vị giải phóng quân ngày đêm tập luyện và sẵn sàng chờ lệnh. Ở một số đơn vị có sĩ quan quân đội đồng minh chỉ dẫn. Sau khi có tin quân Nhật đầu hàng đồng minh, theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, ông ký lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Chỉ huy lâm thời khu giải phóng. Chiều 16 tháng 8, ông chỉ huy giải phóng quân từ Tân Trào tiến đánh Thái Nguyên. Ngày 19 tháng 8, cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi ở thủ đô. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại vườn hoa Ba Đình, Hà Nội, chính phủ cách mạng lâm thời do Hồ Chủ tịch lãnh đạo ra mắt quốc dân. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên thủ đô và cả nước, lịch sử dân tộc đã sang trang.